vn. Thì hôm nay em xin làm cái clip này để nói cho các anh lý do tại sao các anh nên mua hàng bên em. Đấy, thứ nhất là bên em nhập hàng trực tiếp từ hãng và họ nhập số lượng lớn. Đấy, nên là luôn có giá cả rất là tốt và hàng là hàng chất lượng từ hãng. Đấy, giống như là cái chai Melofit này, Kesscott này nè. Đấy, thì những cái shop mà nó không uy tín á, thì họ có thể là họ đổ ra xong rồi họ pha nước vào thì mình cũng không thể nào mà biết được. Rồi Magic này cũng vậy. Đấy, họ đổ ra một ít rồi họ lấy đá họ trộn vào, nó rất là dễ luôn, mình rất là khó để mà mình nhận biết được. Đấy, đối với những cái shop mà không uy tín, nên là khi mà các anh lựa chọn, các anh mua những cái đồ vật liệu cho hồ cá này nè, đặc biệt là thuốc, Magic, những cái vật liệu lọc, thì các anh phải lựa chọn shop uy tín mà các anh mua nha. Đó, rồi về phần đèn thì là đèn bên em là nhập trực tiếp từ hãng, nhập số lượng lớn nên là luôn có cái giá tốt nhất và hàng là hàng mới 100%. Khi các anh nhận đèn về đó thì anh sẽ thấy là đèn là tiêu solar nè, normal, margin, tất cả đều là đèn mới. Bên em là không có chuyện mà sử dụng cái đèn cũ, giống như là những cái đèn mà đang xài rồi nè. Đấy, xài rồi xong rồi lấy ra bỏ lại vô hộp để mà bán cho khách là không có nha. Tại vì bên em á là nhập hàng rất là nhiều. Đấy, những cái đèn mà xài rồi thì em sẽ bán thanh lý lại chứ không có bỏ vào để mà bán lại cho khách, là không có chuyện đó. Đấy, là sẽ mất uy tín hết. Rồi về cái phần mà giá cả thì là lý do bên em có giá tốt thì ai cũng biết rồi. Bên em có một cái kho để mà chứa đèn rất là lớn, nên là đèn nhập về một lần rất là nhiều, nên luôn là có giá tốt nhất. Bên em mà là bán cho khách bán khách lẻ giá sỉ. Đấy, nên là khi mà bán cái đèn đó thì bên em sẽ không có nhận là đổi trả. Đấy, không có nhận đổi trả nha các anh. Đó, và em cũng không có bảo hành luôn. Bên em là chỉ là bán cho các anh được giá rẻ rồi, nên em chỉ là bao test cho mình, bao bể vỡ cho mình thôi. Anh nhận hàng về, anh cắm điện sử dụng thấy sáng bình thường, rồi là anh cứ sử dụng thôi. Là còn test là bên em sẽ không có bảo hành, là bên em sẽ không có bảo hành cho mình nha. Đấy, còn về những cái shop mà họ nói là họ có bảo hành cho mình, thì em làm trong ngành đó em biết. Đấy, để mà một bảo hành một cái đèn nó rất là khó. Thứ nhất, khi mà về cái quá trình mà vận chuyển đi, thí dụ như các anh mà ở tỉnh xa, các anh gửi ship một cái đèn về á, ship đi ship về là đã bằng giá của nửa cái đèn rồi. Đấy, thứ hai, các anh không có biết cách đóng gói á, khi mà gửi vào á, cái đèn nó có bị bể thì họ sẽ không có nhận bảo hành cho mình. Đó là cái thứ ba, khi mà họ nhận cái đèn về, đấy, họ cũng sẽ ầu ơ với dầu, nó cũng sẽ rất là lâu để mà bảo hành được cái đèn. Tại vì em trong ngành em biết, để mà bảo hành được một cái đèn như vậy á, nó rất là khó. Vì hãng của họ ở bên Trung Quốc, khi mà họ mình gửi đi cái đèn để mà bảo hành á, nó rất là khó luôn. Và cái shop nào mà nhận bảo hành á, bán đèn mà bảo hành, em chắc chắn với các anh luôn, người ta sẽ bán giá cao hơn bên em 200.000, 200 đến 500 hoặc có đến 700.000 đó, thì họ mới nhận bảo hành cho mình. Đấy, thì các anh mua hàng, các anh cứ cân nhắc. Đó, còn giá cả bên em là luôn có giá công khai và giá tốt nhất cho các anh để các anh đi so sánh giá. Đó, còn chính sách bán hàng bên em là như thế: bán hàng chính hãng, bán hàng đúng hàng, bán hàng mới cho các anh, bao bể vỏ, bao test cho các anh và không nhận bảo hành nha các anh. Đấy, rồi đó là lý do tại sao hôm nay em làm cái clip này, để em nói cho các anh nghe là tại sao các anh nên mua hàng bên em. Đó là chính sách bán hàng bên em vậy, luôn có giá tốt nhất cho khách hàng, nên là các anh yên tâm khi mà đến với phụ kiện cá rồng.vn bên em. Đó, rồi em cảm ơn các anh đã xem hết video của em ạ. Nếu mà còn phụ kiện mà giá tốt nhất, đấy, hàng chính hãng thì liên hệ với bên em nha. Em cảm ơn các anh đã xem hết video của em chào các anh ạ.